Vâng, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh YouTube của Đồ Hàng Nhật các bác nhá. Video của em ngày nay thì em sẽ lên cho các bác mấy cái bếp từ đơn này. Đấy. Chuẩn bị lạnh cho các bác ăn lẩu. Đấy. Lên cho các bác vài mã đài nữa. Đấy, nay thì em lên ít mã thôi. Đấy. Các bác xem video thì vui lòng cho xin một like, một chia sẻ. Bác nào chưa đăng ký kênh thì vui lòng cho xin một đăng ký kênh. Mọi thông tin chi tiết các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em là 0968 634 298 các bác nhé. Đây, đầu tiên thì em lên bếp từ đơn cho các bác trước này. Dòng bếp từ đơn này thì sẽ bao đủ dây nguồn cho các bác nhé. Đầu tiên là một em Yamagen này, công suất 1.400. Phí mềm các bác nhé. Đây, hàng nguyên chất bãi về nhà em chưa lau luôn. Nóng rồi các nhá, nóng luôn rồi nhá. Đấy. Một cái Yamagen này, công suất 1.400 các nhá, hàng nguyên chất bãi về các lau chùi thôi. Đấy. Mã này là mã số 36 380k. Đây, để tiếp cho các bác của em mặt đá này. Mặt đá này, em này cũng phím mềm nhá các bác nhá. Rất đẹp luôn, em này rất là đẹp luôn này. Em này công suất của nó là 1.300 các nhá. 1.300. Đấy, chạy luôn này. Hai chế độ. Ui, em này nóng nhanh lắm các bạn. Em này dây nguồn liền các nhá. Công suất của nó là 1.300. Mã này là mã số 37. Bác nào mà lấy em này em để với giá là 360k. Đấy. Tất cả mặt hàng bên em các bác chuyển khoản hết thì bên em bao ship các nhá. Các bác cọc thì các bác chịu phí ship. Đây, bác nào thích dòng để cả âm được này, bếp này thì để âm luôn được coi nhá. SNK hay S gì ấy. Giữ 2 giây nha coi nhá. Ô đây, giữ 2 giây để bật coi nhá. Đấy, 200 độ này. Em này cũng nóng cực kỳ nhanh luôn con này. Đấy. Em này công suất của nó là 1.300 các bác nhá. Đấy, mã này là mã số 38. Bác nào mà ưng em này thì em để với giá là 380k. Đấy. Tiếp theo lên cho các bác một em này là em gì? Technote à? Công suất 1.200 nhé các nhá. 1.200W. Đấy, phí mềm. Con này rất dễ sử dụng thôi. Đây, nóng luôn rồi con này. Đấy. Đây là nhiệt độ C này, chuyển sang watt này, 1.200W này. Đấy, còn cái bên này nữa sao? Đây là hẹn giờ. Đấy.
chạy ok các bác nhá. Mã này là mã số 39. À, bác nào mà ưng em này thì em để với giá là 370k. Bác lấy về chuẩn bị ăn lẩu thôi. Mưa rét đến nơi rồi. Đây bác nào thích dòng nhỏ này, em có một em nhỏ nhỏ này. Đây em nhỏ nhỏ này này. Izit Ozama. Em này thì công suất nhỏ thôi, công suất của nó là 1000W các nhá. 1000W. Phím mềm này, mặt đá này. Đây nó lòng dây nguồn đấy, nhận nồi nha nhá, nhận nồi là không chấm ngáy nữa. Đấy, chạy ngon lành các nhá. Đây bác nào thích nhỏ này, công suất nhỏ này, mã này là mã 40 350.000. Đấy, đây là công suất 1000W thôi. Bác ưng mã nào thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em là 0968 634 298 các nhá. Và thì em sẽ lên cho các bác vài mã đài thôi. Để các bác xem video thì vui lòng cho em xin một like, một chia sẻ. Bác nào chưa đăng ký kênh thì vui lòng cho em xin một đăng ký kênh. Đây. Đầu tiên thì lên cho các bác của em Sony VK901 này. Sony CVS VK901. Đấy, hình thức còn ok này. Đủ nút, đủ anten các nhá, có line đằng sau này. Các bác lưu ý là các bác nhớ nghe rõ tình trạng em báo luôn trên video các bác nhá. Tránh trường hợp về các bác kiện là thế này thế nọ. Thiếu đồ hay đủ đồ thì em báo luôn trên video rồi. Đấy. Này thì không thấy gì đâu. Có vào điện ngon nha. Có vào điện nhưng mà có vào điện nhưng mà không thấy nói. Đấy. Có vào điện ngon nhá, nhưng mà chưa thấy nói đâu. Về các bác dọn dẹp thôi. Đấy, làm xả cái đang cho các bác mã đầu tiên luôn này. Mã này là mã số 441. Đấy, 800k. Đấy, về các dọn. Có vào điện nhưng mà chưa thấy nói năng gì đâu. Đây. Liên tiếp cho các bác của em này là một em Sony. Đấy, cầm của nó hơi bị ấy rồi. Đấy, cầm của nó hơi bị thụt vào trong rồi. Đây. Nó hơi bị thụt vào trong này. Tình trạng nha. Sony CVS VK302 có line nhé các nhá. Đây line này. Đủ nút, đủ anten này. Đấy. Mặt sau này. Con này cũng không nói gì à. Quá. Nó sẽ chạy này. Ô
cũng không thể cassette chạy được các bạn, nhưng mà không thể nói năng gì. Cassette chạy cả hai bên luôn. Đây băng có chạy này. Điện vẫn vào, băng chạy vẫn bình thường. Nhưng chẳng thấy nói năng gì. Đã tiếp tục xả cho các bác thôi. Đấy, hai cassette đều chạy các bác nhá. Có vào điện, có line in luôn. Đây, mã này là mã số 42. Bác nào mà lấy em này thì em để với giá là 700k. Đấy, về các bác xem nhá. Tình trạng có như nào em báo các bác như vậy luôn. Tránh trường hợp là về các bác kiện cáo là thế này thế nọ, các bác phải lưu ý là nghe rõ ràng em nói tình trạng nhá. Đây. Liên tiếp cho các bác một em này là một em Sony CF1780. Đấy, radio giả tần 90. Em này còn ok này, đủ nút, đủ anten này. Bác chờ em một tí. Không có điện à? Không, có vào điện. Có vào điện, rắc đấy rắc riêng. Máy đấy máy. Đây coi nhá, em này em vừa đấy chưa cắm điện. Ở bên trong cái hang gấu thì có một cái thạch nhũ tạo ra một hàm gọi là hàm khủng long, quan sát và nhìn thì thật sự rất là đẹp. Đấy, một em Sony CF1780, radio giải tần 90. Radio thì bắt rồi, cassette em thấy chưa chạy nha các nhá. Đấy, mã này là mã số 93. À 43. 43. Bác nào mà ưng em này thì em để với giá là 850k. Đấy. Về các bác lau chùi đi nhá. Cái này nó hơi bung này, về các bác lấy tí keo cho các bác ốp vào là được thôi. Không có gì cả. Hàng bên em là hàng nguyên chất bãi. Đây. Qua có bác nào hỏi em cái con ba cục na này này. Đây tình trạng của nó các bác nhá. Nứt này, nứt đây này. Thiếu bốn cái chỉnh giải tần, à chỉnh eo quai đây này các bác này. Thiếu bốn cái chỉnh eo quai đây nhá. Và loa của nó bị nứt nhá. Loa nứt ở dưới đáy. Đây. Loa nứt dưới đáy này các bác nhá. Đây. Em đã dán lại đây như này. Vẫn còn miếng của nó nhá. Đấy. Tình trạng như nào em báo cho các bác kỹ hết như vậy. Đấy. Đây em này, em Natuna RX này là con RX CVK50 ba cục coi nhá. Đấy tình trạng như em báo rồi đấy. Này em cũng xả cho các bác thôi. Đấy dòng ba cục này. Em sẽ thử điện xem nào. Thank you.
Radio thì vẫn hoạt động con nhá. Radio giải tần 108, cassette em thấy hai cái cửa này nó bị kẹt thôi. Đấy, tình trạng như em báo lúc ban đầu nó thiếu đồ các thứ đấy. Đây, bác nào lấy em xả cho này. Mã này là mã số 45. 45 1,3 triệu cho các bác về lấy đồ nhá. Hoặc có nút niết thì các bác sang thôi. Tất cả mặt hàng bên em các bác chuyển khoản hết thì em bao ship. Con nào cọc thì các bác chịu đi ship. Đấy. Hàng bên em thì các bác được kiểm hàng, khi hàng đến các bác được kiểm tra hàng nhé con nhá. Kể các bác kể cả là các bác kiểm chuyển khoản hết rồi thì các bác vẫn phải kiểm tra hàng nhé con nhá. Xem là có vỡ móp méo gì không. Báo em luôn. Đây tiếp theo lên cho các bác một em này là một em cái gì đây, Internationa. Cái này đủ nút đủ băng ten này, chỉ bụi thôi các bác nhá. Cái này nó hơi bao một tí về các bác dán lại này. Model là AK21. Em này made in Hồ Cẩm Đào rồi các bác. Made in Hồ Cẩm Đào rồi. Đấy, bác nào thích thì ra mỗi radio không thì lấy em này này. Rẻ tiền. Made in Hồ Cẩm Đào. Radio bắt rồi coi nhá. Cassette em thấy nó chưa chạy. Đây, mã này là mã số 46 600k. Đấy. Về các bác nào thích nghe radio không này. Không quá quan trọng mà về tên tuổi hãng hiếc gì thì lấy em đấy. Đây, liên tiếp cho các bác một em này là một em gì đây, Aiwa TPR230A. Em này thiếu anten các nhá, anten này anten to này, thiếu anten. Đấy, radio giả tần 90, có chỉnh bát check này. Quyền tác giả trên môi trường số ở nước ta có xu hướng ngày càng gia tăng về số lượng và tính chất, đồng thời đặt ra nhiều thách thức trong công việc bảo vệ bản quyền của các chủ thể và hoạt động của các cơ quan quản lý thực thi về quyền tác giả, quyền liên quan. Mở đầu chương trình thì xin mời ông. Đấy, tép kèn này, thực chất luôn các bạn này. Cassette em thấy chưa chạy nhá. Radio giả tần 90 thì bắt rồi. Đấy. Aiwa TPR230A. Đây, mã này là mã số 47 900k. Đấy. Đây. Tiếp theo lên cho các bác của em Sony này. Em này thì thiếu mất cái ốp ở đây rồi. Đấy, thiếu cái ốp viền cạnh này nhá. Sony CFM848. Em này thì thiếu anten này thì em thể cho được nhé các nhá. Mà cái này thì em không có. Thưa quý vị và các bạn, bước sang toàn cảnh thế giới.
Đấy, một em Sony này, CFM848. Hình thức còn ok thôi. Đây, mã này là mã số 48 luôn. Bác nào lấy em này em để với giá là 800k luôn. Đấy. Mọi thông tin chi tiết các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em là 0968 634 298 các bác nhá. Đây, tiếp theo lên cho các bác một em Nick. Em Nick model RM246G. Đấy, dạ tần 90 các bác nhá. Giữa các nhà lãnh đạo của 57 quốc gia Ả Rập và Hồi giáo được tổ chức hôm qua 11 tháng 11 đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lập tức can thiệp nhằm chấm dứt chiến dịch tấn công của quân đội Israel ở Gaza, đồng thời kêu gọi Tòa án Hình sự Quốc tế tiến hành điều con này cassette còn chạy luôn con này. Không vào rồi. Này nó có cái gì này? Này là cái gì của nó đây? Cassette chạy luôn con này. Đấy, nhưng mà nó tụt cái này ra bên trong này nhá. Đấy, của nó đấy, về có dán lại nhá. Của nó đấy, đồ của nó đấy. Đấy, em này chạy hoàn hảo này. Mã này là mã số 49. 850.000. Đấy. 850k. Đây, liên tiếp cho các bác một em Toshiba bé bé này. Đủ nút, đủ anten các bác nhá, rất màu sắc luôn. Toshiba radio giả tần 90. Model RT350F. Giải tần 90 bắt được coi nhá. Nhà em nó nhiều cái thiết bị hỗ trợ để em quay video ấy, nhiều đèn flash đấy. Nên là nó hơi khó dò, về các bác dò là ok đấy. Này, bắt được rồi nhá. Đấy. Có cassette thì em thấy chưa chạy thôi. Đấy, mã này là mã số 50. Bác nào ở lấy thì em để với giá là 750.000, mã số 50 coi nhá. 750k. Em sẽ lên cho các bác hai mã nữa thôi. Đợi em mà. Đây. Một em Aiwa. Aiwa gì chống chất phết, đây là quăng dính thôi nhá. Về các bác đánh đi được này. Aiwa TPR450. Đây đằng sau ok này các này. TPR450. Radio dạ tần 90 này. Đây mặt trên này. Ok các bác nhá. Đây,
Những điểm đến hấp dẫn nào sẽ được các biên tập viên giới thiệu? Trong việc quy định hơn, tuy nhiên để mà đảm bảo một sự toàn diện, điều chỉnh được khám phá San Francisco, thành phố sương mù quyến rũ, nơi đăng cai tổ chức hội nghị cấp cao APEC. Phụ nữ Kyrgyzstan bảo tồn nghề dệt thảm truyền thống. Chuyên mục khám phá Thái Lan với những nét độc đáo của lễ rước Chompara. Em này radio hoạt động rồi các này. Cassette em này thì nó cửa băng này nó bị kẹt rồi, em không biết là do đâu. Đây, ấn nó chưa thấy ra. À đây. Họp thượng đỉnh với những vấn đề nóng toàn cầu, đây cũng là dịp. Cassette chưa chạy các anh nhá. Đây, cái cửa băng này về các bác phải dọn rồi. Nó sọc sạch rồi. Đấy. Đây bác nào lấy này, mã này là mã số 51. 51 bác nào lấy thì em để với giá là 850.000. Đấy. Em sẽ lên cho các bác một em nữa thôi. Đây. Đây là mã Toshiba RT770SD. Em này thì bị gãy một cái nút đây. Đấy. Vẫn gạt được nhưng mà bị gãy ở cái chụp này rồi đó nhá. Đấy. Về các bác nào chế cháo được này. Radio giả tần 90. Rồi em này có la in hay sao ạ? Radio thì hoạt động rồi các này, gãy mất một cái nút nhá, nút đây. Đấy, cassette em thấy chưa chạy. Đây mã này là mã số 52. Bác nào mà ưng em này thì em để với giá là 1.1 triệu. Đấy, giá tần 90 các nhá. Các bác xem video và các ưng mã nào liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em là 0968 634 298. Các bác xem video thì vui lòng cho em xin một like, một chia sẻ. Bác nào chưa đăng ký kênh thì vui lòng cho em xin một đăng ký kênh. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh. Xin chào các bác, hẹn các bác ở những video tiếp theo nhé.